biết là các bạn có muốn vi vu đến đất nước Nhật Bản xinh đẹp cùng với đại sứ Thiện Chí du lịch không nè? Trong năm nay, Nu sẽ giới thiệu cho các bạn thật là nhiều những địa điểm du lịch tuyệt vời tại Nhật Bản. Và địa điểm đầu tiên đó chính là Hokkaido. Nu sẽ mang đến cho các bạn thông tin về những phong cảnh thiên nhiên, ẩm thực, văn hóa và những trải nghiệm tại Nhật Bản nhé. Hãy cùng tham gia ngay vào để cảm nhận một mùa thu thật đẹp tại Nhật Bản. Truy cập vào trang web để biết thêm thông tin nhé.